Hello, Mê Lê xin chào các bạn, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay Mê Lê sẽ làm cái clip chữ gừng để mùa đông. Đấy, Mê Lê mua gừng rất là nhiều. Về mình rửa cho sạch, mình chà cho sạch. Cái nào mình chà sạch được thì mình chà, còn cái nào mình mấy cái kẽ như thế này này. Cho nên cái kẽ thì nó chà không sạch thì mình dùng dao con, mình có mũi dao, mình cắt bỏ đi. Đấy, sau đó mình thái lát, rồi thái sợi, cho vào cái bọc ziplock, cho vào tủ đông giữ chữ mùa đông để khi mình cần xào thịt gà này, thịt heo, thịt bò này vân vân, mình có thể lấy từng bịch ra mình xào nhé. Còn những củ nào mà nó già thì mình để nguyên củ như vậy để mình nấu phở hoặc nấu súp gì đó mình cần tới. Đấy. Và bây giờ mình lì sẽ sắc sợi ha. Đây, ban đầu mình sắc 1-2 lát như vậy trước để nó có độ bằng như thế này, mình úp lại, mình úp lại mình sắc thì nó dễ hơn, nó không có lật sẽ trúng tay mình. Sau đó mình sắp cho nó đều đều vậy thôi, không cần ngay ngắn quá đâu, cứ sắp cho nó đều đều rồi mình sắc sợi. Sắc như thế này rất là nhanh. Đấy. Năm nào Mê Lì cũng làm như vậy hết. Cứ mua về chà sạch và thái lát sắc sợi như thế này. Và mình cho vào cái bọc ziplock. Ok, Mê Lì đã thái sợi xong hết rồi các bạn. Và cũng đã cho vào bịch ni lông, bịch ziplock như thế này. Từng bịch nhỏ này. Đấy, tí nữa mình cho vào tủ đông. Để khi nào mình cần sử dụng tới thì mình lấy một bọc ra xả tan đá và mình có thể sử dụng, mình có thể xào thịt bò, thịt heo, thịt gà vân vân, rất là ngon luôn. Đấy, đây là những củ non mình thái sợi như thế này, còn những củ già to già như thế này thì mình chừa lại cho vào cái bọc ni lông để nấu súp. Trước khi nấu súp mình có thể nướng sơ, nấu súp hoặc nấu phở nướng sơ thì mình cho vào nấu thì nó thơm. Đây, nên nấu súp thì mình có một nồi súp đây nè, nồi súp phở này, các bạn có thể nhìn thấy gừng, củ hành tây. Đấy, đang nấu một nồi súp phở như thế này. Rất là thơm luôn. Ok. Vậy là cái clip nhỏ này chia sẻ đến các bạn. Và bây giờ Billy sẽ mang những bịch gừng sợi này mang đi cho vào tủ đông ha. Đây, gừng đã đông rồi các bạn ơi. Mình cho vào tủ đông đông qua đêm rồi này. Đấy, bây giờ rất là cứng luôn. Đấy, mỗi khi mình cần sử dụng tới thì mình chỉ cần lấy một bịch như thế này ra xả tan đá là mình sử dụng thôi. Rất là tiện. Thứ nhất là Mê Lì ở cách chợ rất là xa. Bất tiện cho Mê Lì lắm. Mỗi lần đi chợ thì mua rất là nhiều. Nhất là mùa đông, mình cần ăn nhiều gừng để tốt cho sức khỏe. Đấy, chỉ cần như vậy thôi. Và bây giờ mình lại cho vào tủ đông lại nhé. Mình lại cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Và hẹn gặp lại các bạn những video tới nhé. Bye bye.